Xin chào quý vị đã chương trình trực chuyện TV. Vừa qua chúng tôi có nhận được một số các cái câu hỏi liên quan đến việc ba cái luật sư của cái vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ đã trốn chạy sang bên Hoa Kỳ, và hiện giờ thì ba người này như thế nào và đang làm gì ở tại Hoa Kỳ, cũng như là những cái vấn đề liên quan đối với ba người này. Thì quả thật là chúng tôi cũng không có biết rõ về những cái sự việc. Chúng tôi chỉ thấy rằng có sự hiện diện của những cái luật sư đó tại Mỹ, và thấy rằng một số đó, như là cái nhận định của chúng tôi từ đầu, là họ đi sang Hoa Kỳ rồi họ mở ra những cái kênh YouTube để mà đăng đàn lên YouTube và trở thành những cái YouTuber, cũng giống như những cái gọi là tù nhân lương Tây trước đây khi mà đi sang Mỹ, cũng kiểu như Trương Quốc Huy thôi, và làm YouTube để mà lên nói về những cái đề dân chủ nhân quyền hay là tấn chống cộng chửi cộng gì đó để mà kiếm cơm. Thì chúng tôi cũng đã nhận định rằng những cái luật sư đó thì đi đôi nay cũng chả làm được cái gì, cũng sẽ rơi vào cái thế là múa gậy cái trong bị mà thôi. Bởi vì sao? Những cái điều mà học thuật ở trong Việt Nam qua đây đâu được sử dụng. Muốn qua đây mà học lại thì phải học lại từ đầu, và ngay cả được chấp nhận đi nữa thì cũng không có đất diễn nữa. Con em của người Mỹ mà muốn làm luật sư thì phải học tại Mỹ, chứ còn nếu như mà ở trong Việt Nam qua đây thì cũng đi làm những cái nghề khác thôi. Cho nên thì bước đầu thì chúng tôi thấy rằng có những người đã bắt đầu làm YouTube như vậy. Và bên cạnh đó, thì cũng có một luật sư là cũng trong cái nhóm ba người này, đó là ông Đặng Đình Mạnh, thì lại gia nhập vào trong một cái nhóm mà chúng ta thấy rằng cũng là cái nhóm bị chỉ trích rất là nhiều, hay là ở phía bên trong nước đó đặt cái vấn đề đối với cái nhóm này. Cụ thể là vừa rồi thì ông Đặng Đình Mạnh có nằm trong một cái gọi là, đây là hình ảnh của ông Đặng Đình Mạnh nha, đây ghi rất là rõ là Đặng Đình Mạnh. Thì trong cái nhóm này thì nói rằng là thư mời tham dự cái buổi vận động Quốc hội Hoa Kỳ về cái vi phạm môi trường và nhân quyền của nạn nhân trong cái thảm họa môi trường của Formosa. Theo đó thì họ nói rằng họ đi vào Quốc hội, và Quốc hội của Hoa Kỳ, thực ra thì tiếng nói Quốc hội như vậy thôi, mà đi vào cái hành lang thôi, đi vào bên trong thì cũng có một nhóm người, thí dụ như một vài ba các cái dân cử, có ba bốn các cái dân cử vậy thôi, ba bốn các cái dân cử, mà đây là những cái dân cử này chúng ta thấy rất là rõ ràng ha, Doggett rồi Rukoria rồi Kama rồi bà Porter, hay là ngay cả Mark Roberts. Thì cái việc này đó nó cũng chả ảnh hưởng gì, nhưng mà vấn đề chúng ta muốn nói ngày hôm nay đó là ông Đặng Đình Mạnh. Như vậy thì Đặng Đình Mạnh nhảy vào cái nhóm gọi là cái hội công lý gì đó, hay là cho nạn nhân, hay là yểm trợ cho cái hội này để mà tố khổ cộng sản, hay là muốn khuyến khích về đẩy mạnh các cái vụ kiện mà chúng tôi trực diện TV đã nhiều lần, đó là cái vụ kiện con kiến, kiện cụ khoai, hoặc là một cái vụ kiện vô lý, vụ kiện mà không thể nào thực hiện được. Đó là nhận định của mình nha, mình nhận định rất là chủ quan như vậy, bởi vì rất nhiều cái lý do chúng tôi đã làm những cái chương trình như vậy rồi. Hôm nay thì nói về cái chủ đề là ba cái luật sư Thiền Am đã đi về đâu, và tại sao ở phía Việt Nam đó thì người ta đã giải quyết cái gì rồi. Chúng có nhiều bạn đặt cái câu hỏi rằng rất là lạ khi mà ở Việt Nam, trước đó khi ba người này còn ở trong Việt Nam, cụ thể là chúng ta nói tên luôn, đó là luật sư Nguyễn Văn Miến, luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Đào Kim Lân, ba luật sư rất là lớn họng trong cái vụ án Thiền Am, quyết sống chết với cái vụ Thiền Am, bảo vệ ông Lê Tùng Vân cũng như là những cái bị cáo trong cái vụ đó, và còn nói rằng sẽ tiếp tục để mà đeo đuổi các cái vụ kiện trong khi mà ở phía bên cơ quan điều tra của tỉnh Long An đang tiến hành khởi tố và người ta làm rõ thêm kể cả cái tội lừa đảo. Thì bây giờ thì ai là những cái luật sư để mà bảo vệ cho họ đây? Thật ra thì cái nhóm này trước đây có 5 người lận, có 2 người khác nữa chúng tôi không muốn nói tên, và 2 người đó bây giờ đã rút ra rồi. Hay nói đúng hơn là hai người đó thì bây giờ không có cái việc mà trốn chạy sang Hoa Kỳ, nhưng mà ba người này, nhiều người trên mạng thì gọi là luật sư trốn chạy. Tại sao dùng cái từ trốn chạy? Là bởi vì trước khi ba người này đến Hoa Kỳ đó thì có những cái thông tin ở trong nước nói rằng cơ quan điều tra của tỉnh Long An là người ta truy tìm ba cái người này, truy tìm. Và truy tìm tức nghĩa là không phải là truy nã, truy tìm cũng chả phải là bắt bớ gì, truy tìm là một cái thuật ngữ
mà phía bên cơ quan tố tụng của Việt Nam người ta dùng để mà mời triệu tập những cái người mà có liên quan, những cái người mà họ cho rằng cần phải làm rõ một số các vấn đề, mà cụ thể là có những cái đơn trình báo và có những cái sự thu thập và có cả những cái đề nghị từ ở phía bên Bộ Công an, ở phía bên cơ quan mà chức năng người ta đã yêu cầu phải làm rõ các vấn đề. Và ba người này lẽ ra những người biết pháp luật, những người đã từng là luật sư thì phải hiểu được thế nào là phải chấp hành, nhưng mà họ lại không hợp tác, và vì quá sợ rằng sau khi mà họ, thật ra thì cơ quan chức năng của phía bên tỉnh Long An người ta đã triệu tập rồi, triệu tập lần thứ nhất, lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba, nhưng mà không đến, né tránh, trốn chạy. Trốn chạy. Và tại sao chúng ta gọi là né tránh trốn chạy, là bởi vì theo căn cứ, theo cái hộ khẩu thường trú hay cái nơi cư trú gì đó, nơi làm việc gì đó, thì cơ quan chức năng người ta đến để mà xác minh, thì những người thân trong gia đình hay những người có quen biết hay là làm việc chung thì họ nói rằng ông Đền, ông Quân, ông gì đó, ông Đào Kim Lân không có ở đây, ông này không có ở kia, ông nọ không có chỗ nọ, nghĩa là cản trở, làm gây khó khăn rất là lớn cho các cơ quan chức năng và người ta không thể tìm được. Và như vậy thì người ta phải ra thông báo truy tìm, thông báo truy tìm được đăng báo chí ở trong nước rầm rộ. Sau đó thì có thông tin được những cái đài báo Việt ngữ tại hải ngoại tiếp cận phỏng vấn, thì bây giờ thì ông Đặng Đình Mạnh lại xuất hiện ở trên cái diễn đàn, không phải là diễn đàn mà trong một cái phòng của Quốc hội của Hoa Kỳ, một số các cái dân cử họ họ sử dụng để mà họ nghe những cái cử tri đó, giống như cái phần mà tiếp dân vậy. Thì ông Đặng Đình Mạnh này vào cũng tố khổ đó, nói dữ dằn lắm, cái với đề về cuộc vụ kiện của Formosa. Formosa kiện cái gì? Formosa kiện để cho vui thôi, ai mà thụ lý, và thụ lý có giải quyết được cái gì? Thì cái vấn đề được đặt ra đó là sao có truy tìm thì ở phía Việt Nam tại sao không có xử lý, và xử lý giống như là nửa vời và không đi đến đâu hết. Có thể là nhiều người cũng rất là bực bội về cái chuyện này, cũng đặt vấn đề là nói rằng ủa tại sao nó trốn rồi, và tại sao ba người này thoát khỏi Việt Nam rồi, và ba người này hiện giờ được biết là đang ở Mỹ rồi nữa. Nhục nhóm thì lên YouTube, làm YouTube lên cũng xỉa xói vấn đề kia, rồi ngay cả ông Đặng Đình Mạnh thì nhảy vào một cái nhóm. Và trong cái vụ kiện Formosa thì chúng ta thấy rất là rõ là cái những người mà họ cổ súy cho cái chuyện kiện đó thì họ cũng đặt cái vấn đề là phải thả những cái tù nhân lương tây lương tâm gì đó, những người mà ở phía bên Việt Nam bắt trong cái thời gian vừa qua với nhiều cái tội danh khác nhau, thì họ cho rằng là vì lên tiếng Formosa nó mới bị bắt. Thì ông Đặng Đình Mạnh thì nhảy vào cái nhóm đó như vậy, có phải là chống cộng hay không, hay là đã chống chính quyền hay không? Như vậy thì tại sao ở trong Việt Nam không có ra những cái thông báo cho nó rõ ràng là ba người này như thế nào, hay là phải hủy bỏ cái lệnh mà gọi là truy tìm, hay là thông báo cho đoàn luật sư, ít nhất là đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phải lên tiếng là đây là ba cái luật sư mà đã không còn ở trong nước nữa. Thì như vậy thì chúng tôi ra cái lệnh, hay nói đúng hơn là thực hiện theo cái luật luật sư là tước cái thẻ hành nghề, hay dùng cái từ là xóa tên khỏi đoàn luật sư. Tại sao người ta không làm như vậy? Đến ngày hôm nay thì không có một cái thông tin nào như vậy hết. Thì điều đó cũng làm cho nhiều người rất là bực bội. Chính chúng tôi cũng không có biết rằng, thật ra thì để mà nói cho nó rõ, thì đến ngày hôm nay chúng tôi không có nhận được một cái thông tin nào từ ở phía đoàn luật sư của thành phố Hồ Chí Minh hay liên đoàn luật sư của Việt Nam là họ có xóa tên ba cái người này chưa, họ có kỷ luật ba cái người này chưa, và ba cái người này bây giờ có phải là còn cái tư cách là luật sư hay không. Thì lẽ ra là phải làm như vậy, bởi vì họ trốn ra khỏi Việt Nam rồi, có những cái thông tin rất là rõ ràng như vậy. Thì cái việc mà xóa tên nó có nhiều cái vấn đề lắm, để cho những cái người khách hàng đó họ biết rằng là ba người này không còn là luật sư, và để cho ba cái người này họ cũng không thể vỗ ngực xưng tên họ là luật sư được, bởi vì họ đã tước bằng. Cũng giống như trường hợp của Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Đài cứ vỗ ngực xưng tên mình là luật sư Việt Nam, mở miệng là chống cộng, mở miệng là chửi Việt Nam, nhưng mà những gì của Việt Nam cho thì lại lúc nào cũng ôm vào mình, thậm chí là người ta đã lấy lại cái thẻ luật sư rồi cũng vẫn mở miệng là tôi luật sư Nguyễn Văn Đài, lập ra một cái trang Facebook, cái trang YouTube thì cũng ghi là luật sư Nguyễn Văn Đài, chống cộng là dữ dội bằng mồm kinh khủng đó. Thì về mặt lý thuyết thì Nguyễn Văn Đài cũng chả có là luật sư gì cả, anh đã mất bằng, từng bị bản án 2 lần ở trong Việt Nam, và cái cơ quan quản lý luật sư người ta đã tước bằng anh.
Thì bây giờ ba cái người luật sư này, Nguyễn Văn Miến hay là Đặng Đình Mạnh hay là Đào Kim Lân, thì khi nào tước bằng đấy và tại sao không tước bằng? Thì để trả lời cái câu tại sao không tước bằng thì cũng có người đặt cái vấn đề với chúng tôi. Họ nói rằng có lẽ là ở phía Việt Nam rất là cao tay ấn, người ta đang thực hiện một cái chương trình để mà thay vì tước bằng á, là đẩy ba cái luật sư này sang phía bên Hoa Kỳ để gắn huy chương cho họ, để cho họ có cái cách là họ có cái cớ để mà họ ở lại nước Mỹ theo cái diện gọi là tị nạn. Bây giờ thay vì làm cái điều đó thì ở Việt Nam người ta không có tước bằng, người ta chưa xử lý cái vấn đề đó để mà vận động với phía Hoa Kỳ. Bây giờ thì giữa Việt Nam với Hoa Kỳ đang nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có cả những vấn đề mà hợp tác về về dẫn độ, về vấn đề trao đổi thông tin, về vấn đề hợp tác trong kể cả cái lĩnh vực là tư pháp nữa, và kể cả vấn đề mà trao đổi công dân. Nói chung là mọi cái thứ nó sẽ đi vào quy củ từ 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 từ, và nó trở thành từ bất thành văn sẽ trở thành thành văn, và nó trở thành một cái thông lệ để mà có một cái cách xử sự chung, và theo đó thì nó giữ được cái an ninh trật tự, tránh đi những cái chiêu trò, những cái việc mà giả ma giả quỷ nữa. Thì có người nói với chúng tôi cái ý đó, thì chúng tôi thấy cái ý đó nó có lẽ rằng nó cũng mang được nhiều cái nội hàm, và những cái nội hàm ở nhiều góc cạnh khác nhau chúng ta thấy nó cũng có sự thuyết phục. Bởi vì ai cũng hiểu được rằng những người mà muốn đi sang Hoa Kỳ đó mà tị nạn lại thì đa phần họ phải nói rằng là họ bị bức hại trong Việt Nam. Họ bị nhà nước Việt Nam truy đuổi. Họ nói rằng cuộc sống ở trong Việt Nam họ không thể sống bình thường như những công dân khác được. Rồi họ cứ lúc nào cũng bị đe dọa, hoặc là họ bị tước đoạt các cái quyền sống, quyền tự do, quyền hoạt động, quyền làm ăn, quyền sinh sống, quyền đi lại và nhiều cái quyền khác. Thì họ phải chứng minh, nói chung là những người mà đi sang, mà cũng dụ như đi du lịch, du học hay bằng bất cứ cái giá nào mà họ đến được Hoa Kỳ thì họ cũng luôn luôn phải tố khổ cộng sản, luôn luôn phải hô hào những vấn đề và phải chứng minh với cái chính quyền của Hoa Kỳ rằng họ bị bức hại để mà họ mới có cớ để mà xin được cái giấy tờ như vậy. Và được biết là ngay cả những người mà đi sang đây cái diện mà gọi là tù nhân lương Tây đó, được bóc cái dạng nhân đạo, từ ở phía Việt Nam họ thả nhân đạo rồi Mỹ họ đề nghị và bóc đi sang bên đây, thì ngay thời điểm đầu họ không bao giờ có giấy tờ gì đầy đủ cả, họ không có thẻ xanh nữa, họ là cái người tạm dung theo cái diện rằng ở trong tù tội nghiệp quá và khó khăn quá, và mà một số các cái cộng đồng hay là những cái dân cử họ đề nghị thì chúng tôi thấy là nhân đạo họ kéo qua đây cho tạm dung. Mà nếu như cái điều kiện mà không còn bị bức hại nữa, không còn bị khó khăn nữa thì họ trả về cái đất nước thôi. Còn nếu mà ở Mỹ mà chứng minh được nhiều cái vấn đề thì người ta cho cái thẻ xanh. Người ta cho cái thẻ xanh để mà ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cái cuộc đấu tranh nó cũng phải nhờ luật sư, rồi phải chứng minh rất là nhiều thứ. Có trường hợp đến bây giờ vẫn chưa đạt được. Thì ba cái người luật sư này mà đến Hoa Kỳ được biết rằng cũng dưới cái dạng cũng rất là trôi nổi, không phải là bực sự can thiệp gì dữ dội. Và đến bây giờ cái điều mà khó khăn nhất của họ đó là họ không chứng minh được là cộng sản bức hại. Họ không chứng minh được là họ bị áp bức. Họ không chứng minh được rằng là họ bị đe dọa khi mà sống ở trong Việt Nam. Chả đe dọa gì cả. Tức nghĩa là anh không phải là công dân bình thường, anh là những người luật sư. Anh đã hoạt động và tự xưng rằng hoạt động trong cái dân chủ nhân quyền, luật sư mà dân chủ nhân quyền mà người ta có khởi tố đâu, người ta có tước bằng đâu, người ta cũng chưa có bắt giam gì cả. Tự nhiên là tự mình tưởng tượng là mình cho rằng là mình bị bức hại, rồi mình nhanh chóng mình chạy trốn mất tiêu trong khi còn lãnh bao nhiêu các cái vụ án chưa có giải quyết gì cả, bao nhiêu các khách hàng bây giờ đang khóc la. Rồi thậm chí trong ở hải ngoại thì cũng có những cái nhóm người họ lên tiếng, họ nói là luật sư A, luật sư B gì đó, thậm chí là nhận tiền của chúng tôi chưa làm, rồi bây giờ như vậy mà trả lại đi. Ở ngoại người ta ủng hộ cho cái vấn đề thiền am, thiền u gì đó, để cho mấy anh năm đứng ở trong Việt Nam để bảo vệ, chưa gì mấy anh chạy ra ngoài mất tiêu rồi, mấy cái tiền của chúng tôi mất tiêu. Như vậy là mấy anh phải ói là đi bao nhiêu ngàn đô, bao nhiêu ngàn Mỹ Kim gì, tất cả câm lặng hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ ba người này sang Hoa Kỳ muốn xin là cái thẻ xanh đó, để ở Mỹ lâu dài thì phải chứng minh được rằng chính quyền trong nước chúng tôi không sống được, chúng tôi không có cơm ăn, không có khoai ăn, chúng tôi không thể làm việc, con cái không thể học hành hay là cái gì gì là đại loại vẽ ra.
Nhưng mà trong khi mọi thứ vẫn bình an, thậm chí có người còn có văn phòng luật sư, có nhà, có cửa, có xe cộ, đi lại bình thường, chả ai đụng xe, chả ai ném đá, chả ai làm cái gì mình hết. Chưa bao giờ bị mà coi như là khởi tố, bị bức hại. Những cái người mà gọi là tù nhân lương Tây qua đây đó, thì ít nhất họ cũng còn chứng minh được là họ tù. Họ chứng minh được rằng họ đã từng bị ra những cái phiên tòa rồi bị buộc tội. Còn trong khi ba cái luật sư này thậm chí là sống trên đầu trên cổ thiên hạ nữa, được đảng nhà nước cộng sản Việt Nam, được nhân dân Việt Nam họ đào tạo, họ cho đi học hành rồi đưa ra những và chấp hành rồi cũng chúng ta thấy là căn cứ theo cái điều lệ của luật sư rất là rõ ràng không, để trở thành một luật sư họ phải trung thành với nhà nước, trung thành với hiến pháp, trung thành với đảng cộng sản gì đó, và chấp hành pháp luật của Việt Nam, khi đó mới được là luật sư. Làm luật sư thì sống bao nhiêu năm nay, có người hành nghề cả chục năm, hai ba chục năm rồi, như vậy thì bức hại cái gì? Bức hại anh mà để cho anh làm luật sư mấy chục năm, bức hại anh mà để cho anh có mấy cái văn phòng, bức hại anh mà để anh tham gia tự nhận là cái luật sư dân chủ nhân quyền, cãi kể cả những cái vụ án mà gọi là vụ án chính trị nữa, người ta cho cãi ào ào, người ta có bắt bớ đâu. Trong cái vụ mà Đồng Tâm tham dự rồi cũng la làng la lối dữ dội, người ta đâu có bức hại. Cho nên cuối cùng thì sao, có người nói với chúng tôi rằng đây là một cái chiêu cao tay ấn của phía bên người cộng sản, người ta không dội vàng để mà nói rằng là tước cái quyền, tước các cái bằng của các anh, hay là họ nói rằng làm thế này thế khác để mà truy tìm hay là yêu cầu gì đó. Nhưng bây giờ họ nói là như vậy thôi, để cho mấy anh thoải mái. Chính bây giờ thoải mái như vậy, mấy anh không có đủ điều kiện để mà chứng minh với phía Mỹ đang bị bức hại. Và chúng tôi cũng nghe những cái nguồn tin rằng những người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ đó, thì có những người họ cũng muốn rằng sẽ có những cái sự mà can, họ sẽ tố những cái điều như thế này lên với chính quyền Hoa Kỳ, là những người này là những người không có bị bức hại, không có lý do mà để cho những người này ở lại cả, không có cho những mấy người này mà gọi là cái quy chế mà gọi là tị nạn chính trị. Không có tị nạn gì đâu, có bị bức hại gì đâu mà tị nạn. Người ta có khởi tố đâu, có bắt giam mình đâu, còn khởi tố chưa chắc gì, còn phải coi khởi tố đúng hay sai nữa. Cho nên cần phải nên trả về. Có ý kiến nói rằng phía Việt Nam nên mạnh tay, nên yêu cầu là phía Mỹ phải trao trả những người này về Việt Nam và không chấp nhận cho cái sự dung túng của ba cái luật sư này ở tại nước Mỹ, bởi vì làm những cái điều đó sẽ tạo ra những cái tiền lệ, và giữa Mỹ và Việt Nam cần phải có một cái những cái đường hướng chung và những cái quy tắc chung để mà những cái trường hợp tương tự nó có cái tiền lệ để mà giải quyết. Thì đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay để trả lời cho các câu hỏi các bạn đặt ra vấn đề là ba cái luật sư Thiền Am đang trốn chạy thì ở Mỹ như thế nào rồi, hiện giờ làm gì rồi, và tới đây thì sẽ giải quyết ra làm sao. Thì chúng tôi cũng chỉ đưa ra những dự đoán như vậy thôi. Và xin kính chào quý vị, hẹn quý vị trong chương trình tới.